Phụcdụngvn.com xin giới các bạn một cặp tay mút của tay thắng và tay côn nha quý vị. Hai bên shop là da vàng màu ngẫu nhiên quý vị nha. Màu nền chủ đạo là màu đen nha quý vị. Màu bên trong có thể là màu màu xám, màu vàng.